Thì cho Duy Anh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine, trong 24 giờ cũng như vào ngày hôm qua, Nga đã tấn công, nghĩa rằng là tàn bạo vào lãnh thổ của đất nước Ukraine, đặc biệt nhất vào hạ tầng cơ sở mà Tổng thống Zelensky, ông tố cáo Nga đã tấn công vào hạ tầng cơ sở, đặc biệt nhất là hệ thống Gazprom của châu Âu như sau. Theo lời phát biểu của Tổng thống Zelensky, ông cho biết là với tên lửa và máy bay không người lái, vào ngày hôm qua Nga đã tấn công lên tới 34 cái tên lửa, trong đó có cả tên lửa Kazin và nhiều loại tên lửa của Nga. Thì hàng loạt tấn công vào hạ tầng cơ sở, chẳng hạn như siêu thị, trường học, bệnh viện và luôn cả những nơi mà nhà máy thì nhiệt điện. Thì Nga phải nói là đang phá hoại hạ tầng cơ sở của Ukraine. Mà những gì qua lời Tổng thống Zelensky mà ông cho biết, ông cho rằng Nga đã đang trả đũa lại lực lượng của quân đội Ukraine bắn vào lãnh thổ đất nước Ukraine trong hai ngày qua, mà lực lượng quân đội Ukraine đã gây cho Nga thiệt hại con số quá nặng nề và phải thê thảm cho Nga chưa từng có. Vì vậy là Nga đáp trả lại với phá vỡ cơ sở hạ tầng, đặc biệt nhất là đường ống dẫn ga của châu Âu, mà châu Âu đã vẫn còn ký kết mua của Nga cho đến cuối năm của năm 2024 mới chấm dứt vào tháng 12, như lời của Tổng thống Macron, ông đã tuyên bố vừa qua. Vì vậy, hành động của Nga hiện nay nó đã trở thành là một hành động khủng bố, phá hoại về hạ tầng cơ sở của đất nước Ukraine. Tổng thống Zelensky, ông kêu gọi NATO và lẫn cả Hoa Kỳ hãy tiếp tục hỗ trợ hệ thống lá chắn cho ông, và ông cần đến 7 hệ thống lá chắn Patriot và cũng như những hệ thống khác. Đó là theo lời của Tổng thống Zelensky, ông đã tuyên bố, kính thưa bạn. Thì nói đến việc mà Nga bị thiệt hại trong hai ngày nay là một cách thê thảm chưa từng có. Nói đến về ở bên sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga, cũng như rạng sáng ngày hôm nay ở tại đảo Crimea, mà lực lượng quân đội Ukraine đã tấn công bằng hỏa tiễn trúng ngay mục tiêu của Nga. Nói đến kho dầu hỏa mà nghĩa là cất giấu giữ lại của Nga ở đảo Crimea lên tới 26.000 mét, khối dầu hỏa đã bị đốt cháy và phá hoại hoàn toàn về ở đại đảo Crimea cũng như ở trong lãnh thổ của đất nước Nga. Trong hai ngày liên tục thì lực lượng quân đội Ukraine đã phá hủy ngay một trong nhà máy sản xuất ở bom dẫn đường của Nga. Nhìn qua hình ảnh cũng như luôn cả đoạn video mà Nga đã cấm tung tin, nhưng không biết tại sao hãng thông tấn Reuters lại có đoạn video này. Thì phải nói nguyên một nhà máy sản xuất bom của Nga ở trong lãnh thổ của đất nước Nga, cách biên giới của Ukraine gần 400 cây số, bị phá hủy hoàn toàn. Và bên cạnh đó còn lại là tấn công vào những nhà máy lọc dầu lẫn cả máy bay của Nga, một trong loại trực thăng Kami-2. Trực thăng Kami-2 này, kính thưa bạn, là trực thăng tối tân của Nga, lên tới 30 triệu đô la chiếc trực thăng đa năng của Nga, cũng đã bị phá hủy hoàn toàn trong hai ngày nay. Và tình hình đất nước Nga hiện tại là nói Nga đang khủng hoảng và rối loạn về vấn đề dầu hỏa. Hiện nay qua đoạn video mà Nga đã nâng cấp cũng như sửa chữa lại tất cả những nhà máy lọc dầu của Nga mà đã vừa qua đã bị quân đội Ukraine để hàng tập kích bằng máy bay không người lái lên tới là 7 nhà máy lọc dầu. Thì bây giờ kính thưa bạn, nhìn qua hình ảnh mà Nga đã nâng cấp, tức là Nga đóng nguyên một cái lồng, một cái chuồng bằng sắt bao trùm lên những bể để chứa dầu hỏa nhà máy lọc dầu, và những cái bồn dầu này được bảo vệ ở bên ngoài bằng một lớp với các lưới sắt. Nga đã hàn vòng tròn ở trên và ở dưới cách bồn bể dầu khoảng 7 tới 8 mét. Nếu như những chiếc máy bay không người lái tự sát này lũi vào đây sẽ mắc kẹt và dính lưới. Tại sao Nga không nhờ Việt Nam đi? Việt Nam ngay bây giờ nói là điện, dây điện ở tại Việt Nam với những cột điện nhìn thấy là hải hùng, không biết là dây điện nào và dây điện nào từ ở mặt đất và lên cho tới ở trên cột điện thì tất cả đều là dây điện. Thì ta lấy dây này nè,
về nha, người ta gỡ những cột điện đó, cho cột điện là nó có chân nó chạy về ở chung quanh ở nhà máy lọc dầu, thì Việt Nam đã là một trong mạng lưới điện để dân bẫy và bắt luôn cả hỏa tiễn Tomahawk của Hoa Kỳ. Thì xá gì những chiếc máy bay không người lái này mà không chặn lại được. Kính thưa bạn, nói về đất nước Nga thì hình ảnh đó ở tại những nhà máy lọc dầu mà chúng ta đang thấy hôm nay, tức là Nga đang hút quạng, và kinh tế của Nga cũng như luôn cả vấn đề hạ tầng cơ sở thì Nga bị thiệt hại quá nặng nề trong hai ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì ở tại đảo Kima, một cuộc tấn công ở tại đảo Kima mà người dân đảo Kima cũng như luôn hạ hãng thông tấn Reuters đã cho biết là tiếng nổ phải nói là vang vọng và rung rinh cả đảo Kima. Thì không biết chuyện gì và thiệt hại ra sao về vấn đề vụ nổ ở tại đảo Kima mới nhất ngày hôm nay. Đó là chi tiết về tình hình ở đảo Kima cũng như là cuộc mà Ukraine đã tấn công sâu vào ở trong lãnh thổ của đất nước Nga. Nó cuộc chiến ở tại Ukraine hiện tại ngay bây giờ thì các báo chí bình luận cho rằng một cuộc chiến rất lạ lùng. Nga thì tấn công ở trên đất liền thuộc miền đông của Ukraine, mà lực lượng quân đội Ukraine hiện đang chờ vũ khí để rằng là những cuộc đáp trả sắp tới, những cuộc tấn công sắp tới của lực lượng quân đội Ukraine để đẩy lùi quân Nga ra khỏi lãnh thổ, đặc biệt nhất là vùng Donetsk. Thì Nga tấn công nơi đây một cách tàn bạo, phải nói là nói đến là 200-300 ngàn quân hiện đang có mặt ở khu vực Donetsk này. Nhưng ngược lại thì lực lượng quân đội Ukraine chỉ phòng thủ và kiềm chân vì chưa có vũ khí đến. Nhưng ở trong lãnh thổ đất nước của Nga thì bị lực lượng quân đội Ukraine đang tấn công một cách ngoạn mục, tấn công như vũ bão mà Nga không đỡ được ở trước tình hình ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Vì vậy, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ, nói chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cuộc chiến lạ lùng giống như ở tại Ukraine. Một mặt, Nga tấn công để giành lãnh thổ đất nước của Ukraine, chiếm lấy nhiều địa hạt. Kính thưa bạn, thì quân đội của Ukraine tấn công sâu vào ở bên trong của đất nước Nga để phá hủy cơ sở hạ tầng, đặc biệt nhất là dầu hỏa cũng như kho vũ khí, nhà máy sản xuất vũ khí và căn cứ quân sự của Nga. Nga thiệt hại con số quá nặng nề từ máy bay và luôn cả tàu chiến của Nga không cạn kiệt trước tình hình này. Nhưng mặt khác, ở tại Donetsk thì Nga cho rằng đã đạt được thành công và chiếm được từ Arirenka cũng như một vài ngôi làng nhỏ với dân số từ 10.000 trở lại không hơn nữa. Nhưng bốn ngôi làng này hiện tại hầu như Ukraine đã mất hoàn toàn hai ngôi làng, và còn lại hai ngôi làng là giữa mỗi bên 50%. Quân đội Ukraine chiếm lấy 50%, còn lại Nga chiếm lấy 50%, là suốt 6 tháng nay, giữa thời điểm mà Ukraine không có viện trợ vũ khí, NATO chỉ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine kiềm chân để giữ tiếng phòng thủ, chứ không phải là một cuộc tấn công. Hay bây giờ, cái gói 61 tỷ đô la mà Hoa Kỳ và luôn cả NATO đang ùng đổ vũ khí về cho Ukraine, thì cuộc phản công sắp tới ra sao? Hiện nay, theo các tin tức từ tham mưu trưởng Ukraine đã công bố cho biết, nói Nga bắt đầu đã tấn công và chuẩn bị bước sang một cuộc tấn công lớn từ Kharkov và lẫn cả khu vực ở tại Chasovia, Liman và Kupiansk, cũng như nhiều khu vực khác hiện nay. Mà đây là đợt tấn công của Nga thật sự bước vào mùa hè năm nay, thì dấu hiệu cho thấy là lực lượng quân đội Ukraine hiện đang kiềm chân và chờ đợi số vũ khí mà của Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine sắp tới đây. Thì trong vòng 10 ngày tới, Nga sẽ tấn công và có thể chiếm được ở tại Chasovia. Tình hình Chasovia thì hiện nay, theo lời tham mưu trưởng Ukraine, ông cho biết, chúng tôi vẫn bảo vệ tốt ở các tuyến phòng thủ, và hiện tại chúng tôi đang ở ngoài khơi, ở ngoài cánh đồng mà Nga không thể tấn công chúng tôi một cách dễ dàng. Vì vậy, chúng tôi có lợi thế, và từ ở bên trong của thành phố Chasovia, chúng tôi yểm trợ cho các đơn vị ở tuyến phòng thủ ở phía trước, từ pháo và luôn cả hỏa tiễn nhiều mặt vân vân. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Chasovia. Thì Nga hôm nay cũng công bố, đặc biệt nhất là với Cộng hòa Donetsk, là một trong thành phần do Nga dựng lên một chính quyền ở tại Donetsk, cho biết là trong
tuần lễ vừa qua và cho đến nay, thì lực lượng quân đội Ukraine đã thiệt hại nặng nề lên tới 8.000 quân và phá hủy 5 loại pháo, trong đó có pháo M77 cũng như nhiều khí tài quân sự khác. Bên cạnh đó, phá hủy thêm một hệ thống HIMARS. Kính thưa bạn, trời nghe nói nghe mà Nga đã nhận là nói rồi đó, thì hãy suy nghĩ và đoán lại cũng như xem lại những tin tức của Nga. Chẳng hạn như video vừa qua, Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn là Nga đã tuyên bố là đánh trúng đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine mà do phương Tây hỗ trợ. Nhưng cuối cùng thì Nga đưa tin dốc, tin dởm và hình ảnh từ Ukraine cũng đã công bố phản bác với bản tin của Nga qua lời phát biểu của Bộ Quốc phòng của Nga, ông Shoigu, và cho rằng là Nga đã đánh trúng mục tiêu qua kết hợp với các đơn vị phòng không, từ máy bay lẫn cả tên lửa cũng như máy bay không người lái của Nga đã đánh trúng mục tiêu vào đoàn tàu chở vũ khí. Nhưng theo lời của Ukraine đã cho biết, tất cả các đoàn tàu này từ ở tuyến đường này là đã hư hại hoàn toàn và chúng tôi không bao giờ vận chuyển ở những đoạn đường ga đó cũng như đoàn tàu đó. Đoàn tàu đó hiện tại là không có, nhưng hình ảnh đó không biết từ bao giờ Nga đã tung lên. Đó là theo giới chức của Ukraine đã công bố, thì chứng tỏ cho thấy là Nga đang hốt hoảng khi lực lượng quân đội của Ukraine đã tập kích sâu vào ở bên trong của lãnh thổ đất nước Nga. Và sự thiệt hại đó làm cho Nga đang tức giận và một cuộc trả đũa để tấn công vào ở các khu vực siêu thị, luôn cả nhà máy dược điện và đường ống dẫn ga dòng ngày hôm qua. Và tình hình hiện nay ở chiến sự nói đến ở tại miền Đông, từ mặt trận Bakhmut, Chasuvia và Lyman Andriyanka, với những khu vực này là Nga tiếp tục tấn công. Theo lời của ông Shiki, tham mưu trưởng Ukraine, ông đã nhìn nhận điều đó là Nga tấn công một cách quyết liệt, nhưng chúng tôi cũng đáp trả một cách quyết liệt và chúng tôi không có thể nhường bước. Nói đến một đoạn video vào ngày hôm qua mà lực lượng quân đội Ukraine đã tung tin là đã phá hủy một hệ thống radar tối tân với trị giá 5 triệu đô la mà Nga, một trong loại hệ thống mới nhất Nga mới vừa tung ra ở tại khu vực Donetsk, đã bị máy bay không người lái phá hủy hoàn toàn hệ thống radar đó. Nga cho rằng trong ngày hôm qua thì Nga đã bắn hạ một chiếc Su-24 và một chiếc Mi-29 của Ukraine, nhưng thực chất hoàn toàn không có. Theo các báo chí bình luận cũng như qua hình ảnh từ vệ tinh mà Anh Quốc đã theo dõi thì hoàn toàn không có. Vì lời nói của thống đốc của Cộng hòa Donetsk mà Nga đã dàn dựng lên thì đó là tin dốc và tin không sự thật. Đó là theo tin tức từ Ukraine đã công bố ở trước tình hình chiến sự đang diễn ra trong 24 giờ. Riêng về tình hình ở tỉnh Kherson cũng như con không sông Ngạn Dnipro, và hiện nay thì lực lượng quân đội Ukraine tiếp tục phòng thủ và không tấn công. Hai bên diễn đụng độ với nhau nhiều trận, những đợt đội trinh sát của Nga, những đơn vị đặc nhiệm đã tiếp tục khi là tấn công vào ở các khu vực ở tiền tuyến bị lực lượng quân đội Ukraine đẩy lùi. Thì hiện nay về Ukraine chưa có công bố về sự thiệt hại của Nga như sao, nhưng Nga thì đã công bố đó là tin tức đặc biệt về cuộc chiến ở Ukraine miền Đông và lẫn cả miền Nam Ukraine trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại đất nước Nga. Thì đầu tiên Vô Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến là Bộ Ngoại giao của Nga và phát ngôn nhân, thì đặc biệt nhất là với lời của ông Petko vừa lên tiếng hôm nay nói vấn đề, một là việc đàm phán mà các báo chí đề cập hỏi ông Petko tình hình hiện nay như sao, cũng như các báo chí cho rằng là Ukraine hiện đang chuẩn bị mở ra một cuộc hội thảo về hòa bình giữa Nga và Ukraine ở tại Thụy Sĩ sắp tới đây, thì Nga có chuẩn bị những gì, cũng như và Nga có ngồi vào cuộc đàm phán hay không. Thì ông Petko cho biết nó hiện nay là Putin chuẩn bị ngày hôm nay sẽ vào lúc giờ tối giờ của Moscow, Putin sẽ phát biểu và
định đoạt số phận của Tổng thống Zelensky cũng như cuộc đàm phán. Ê cha, nghe nói ngon hen, kính thưa bạn. Chính hiện nay là Putin muốn định đoạt số phận của Tổng thống Zelensky theo quyết định của Nga. Và khi mà Tổng thống Zelensky, ông đã cắt đứt cũng như chấm dứt về việc đàm phán, và cho đến ngày hôm nay không có một chi tiết nào về Ukraine đàm phán với Nga. Vì vậy là Putin vừa qua vào ngày 11 tháng 4 của năm 2024 đã có đề cập đến vấn đề việc đàm phán mà do ông Lukashenko, tức là tổng thống của Belarus, nêu ra ý kiến vấn đề đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tranh này. Vì theo lời phát biểu của ông Lukashenko với Putin, cho rằng cuộc chiến này kéo dài không có lợi mà chúng ta sẽ có thiệt hại nhiều hơn. Tốt nhất nên giải quyết vấn đề đàm phán. Đàm phán đó là một giải quyết cuối cùng. Vì cuộc chiến tranh nào cũng dẫn đến một cuộc đàm phán. Hiện nay, Zelensky không chấp thuận việc đàm phán. Thì cách tốt nhất là Nga phải giành thêm nhiều lãnh thổ và lấn sâu thêm ở trong đất nước của Ukraine, chiếm lấy nhiều khu vực. Chẳng hạn, đó là mục tiêu tấn công tỉnh Kharkov mà Putin đã đề ra. Đó là giải pháp số phận của Tổng thống Zelensky qua lời phát biểu của ông Peskov. Kính thưa bạn, tình hình hiện nay, tức là Nga đang lúng túng trước tình hình mà khi gói hỗ trợ vũ khí 61 tỷ đô la cho Ukraine và cộng thêm của Liên minh NATO. Toàn châu Âu đã gom lại trên dưới gần 20 tỷ đô la, tức là Ukraine hiện tại đã có đến 7-80 tỷ đô la và cuộc chiến tranh này dồn dập đổ vũ khí vào tấn công Nga. Vì vậy là Putin đang hốt hoảng. Riêng về Jimmy Medvedev, hôm nay bắt đầu lên tiếng vấn đề đe dọa đến Hoa Kỳ và NATO, châu Âu. Đến tình hình về vấn đề là G7 đã lên tiếng là tịch thu tài sản của Nga, giao cho Ukraine con số là 300 tỷ đô la. Và khó hơn vì hiện nay Thụy Sĩ đã siết dòng dây cũng như cấm nhận lên tới 14 tỷ đô la. Mà hiện các khoản tiền này là Thụy Sĩ hiện đang giữ hôm nay, thì trên dưới Thụy Sĩ giữ cái khoản tiền này khoảng 17-18 tỷ đô la. Như vậy, theo lời của ông Jimmy Medvedev, nói phương Tây lên tiếng cho rằng là phương Tây muốn ăn cướp tài sản của Nga, cũng như đây là một sự cướp bóc, một cuộc cướp bóc tráo trở trắng trợn. Hiện tại Nga không có cái gì để giữ tài sản của phương Tây, chẳng hạn những công ty hãng xưởng hay bất cứ những cái gì mà Nga không có đóng băng tài sản đó. Vì vậy Nga không đáp trả được. Nhưng lời của Jimmy Medvedev cảnh báo với châu Âu và Hoa Kỳ cho rằng Nga sẽ đáp trả một cách đích đáng, và sự đáp trả đó Nga sẽ thiện kiến rằng là sẽ là người có lợi nhiều hơn, mà phương Tây phải đắn đo trước tình hình này. Theo lời phát biểu của Jimmy Medvedev, kính thưa bạn, ông Jimmy Medvedev cho rằng là Nga sẽ có hành động nếu như châu Âu và lẫn cả Hoa Kỳ đã quyết định tịch thu tài sản của Nga, thì Nga sẽ đáp trả đích đáng. Đó là theo lời phát biểu của Jimmy Medvedev. Với hiện nay, như các bạn đã thấy, với những gì từ lời của Nga đã tuyên bố, nghĩa là hôm nay là cái điều đặc biệt nhất là Jimmy Medvedev không đe dọa đến vũ khí hạt nhân, chắc có lẽ là quên mang theo. Kính thưa bạn, quên mang theo. Vì từ trước tới nay, từ lời của Jimmy Medvedev, nhất là những lời phải nói là hóc búa bồ cạp cắn, dùng dao to búa lớn, dù đục chấm nước mắm, dăng tùm lum tà la hết trơn, hãy đụng đến là đe dọa vũ khí hạt nhân. Thì vừa qua theo lời phát biểu của ông Blagot, bộ trưởng ngoại giao của Nga, là đe dọa đang lên tiếng rằng là Hoa Kỳ hiện nay đang viện trợ vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học cho Ukraine và bắt đầu chuẩn bị tấn công vào quân đội của Nga. Hiện là những tỉnh lỵ mà Nga đang cướp lấy ngày hôm nay. Tức là tại sao Nga lên tiếng điều này? Tức là Nga dọn đường trước nếu như khi quân đội Ukraine phản công ở khu vực Donetsk hay là miền nam Ukraine, đảo Crimea. Mà đảo Crimea
là chính Nga cũng đã lên tiếng tố cáo rằng là lực lượng quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công vào đảo Crimea. Thì nếu như Ukraine chiếm lấy được, bắt đầu Nga sẽ sử dụng đến là vũ khí hóa học, kính thưa bạn, vũ khí sinh học. Mà những loại vũ khí này Nga cũng đã từng sử dụng ở tại lãnh thổ đất nước Ukraine. Đây là Nga mở đường đầu tiên. Để làm gì? Để khi lực lượng quân đội Ukraine chiếm lấy tất cả những khu vực này, Nga bắt đầu sử dụng đến đó là vũ khí sinh học. Tố cáo là Hoa Kỳ đã viện trợ. Bây giờ tao đấm lại có gì khác biệt đâu, ăn miếng trả miếng, vân vân. Đó là kiểu cách của Nga đang mở đường. Với tình hình hiện nay về Nga, là theo các báo chí bình luận cho rằng là từ lời của Tổng thống Biden, luôn cả Liên minh NATO đều khẳng định một điều là Ukraine phải chiến thắng. Với từ vũ khí tối tân của Hoa Kỳ đã được hỗ trợ cho Ukraine và luôn cả châu Âu, thì vấn đề này vũ khí chưa tới, cũng như trận đánh chưa mở màn, chúng ta chưa xác định được tình hình như sao. Nhưng tin tức chắc chắn rằng là Ukraine sẽ đạt thành công theo những gì từ lời của Tổng thư ký NATO ông đã tuyên bố. Đó là chi tiết về tình hình của Nga ngày hôm nay. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại châu Âu. Ây cha, nói đến ba quốc gia ở vùng Baltic đang chấn động ngày hôm nay, mà cả NATO phải nói đang hốt hoảng với lời nói của thị trưởng thủ đô của Litva, tức là Riga, kính thưa bạn. Hôm nay ông ra lệnh cho tất cả người dân ở thủ đô của Litva và cả nước Litva hãy bắt đầu chuẩn bị đào hầm để trốn bom. Và ông đứng ra chỉ thị ở tại thủ đô của Litva, và phải tất cả đào hầm dự trù của ông là với 100 hầm lớn và chứa đựng người dân ở tại thủ đô Litva này có thể đầy đủ và chuẩn bị ngay bây giờ từ đây cho đến cuối năm. Và sau khi mà lệnh yêu cầu của ông với tất cả công dân của Litva hãy đào hầm, chúng ta không còn thời gian nữa mà chúng ta phải đào hầm và phải trốn bom. Và sau khi quyết định này đã đưa ra, yêu cầu tất cả các công dân, những người nhà cửa, trường học, bệnh viện, siêu thị và luôn cả ở trong thành phố, tất cả những khu vực thuộc nơi công cộng và lẫn cả cá nhân của nhà dân, khi đào hoàn tất hãy thông báo với chính quyền và chính phủ sẽ có cử người đến xem qua những cái hầm này có được chắc chắn an toàn hay không và những thiết bị. Thì đồng loạt ngay bây giờ ba quốc gia ở vùng Baltic bắt đầu chuẩn bị. Ấy cha, kính các bạn, đó là một kịch bản lớn, một kịch bản tại sao ở ba quốc gia vùng Baltic này lại lên tiếng là phải đào hầm cấp tốc và thời gian không còn kịp nữa theo những gì từ lời thị trưởng của Litva ông đã công bố. Thì tình hình hiện nay là đất nước Litva đã đang báo động là một cuộc chiến tranh, Nga sẽ tấn công vào ba quốc gia ở vùng Baltic này, thời gian nhanh nhất có thể là bước sang năm 2025. Vì vậy tất cả nhà dân và luôn cả những khu công cộng đều đào hầm để trốn bom, là chiến tranh đã mở màn theo những gì mà ba quốc gia ở vùng Baltic đã thông báo tình hình hiện nay. Đặc biệt nhất là mối đe dọa giữa Belarus và ba quốc gia này. Ba quốc gia này hiện nay là trong quân đội đang đặt ở trong tình trạng chiến đấu và sẵn sàng đưa binh lực để ngăn cản, đặc biệt nhất là với vùng biên giới sát là với Nga. Thì Bộ trưởng Bộ phòng của Litva đã thông báo cho biết nếu như Nga có hành động thì chúng tôi đầu tiên đó là tấn công vào tỉnh lỵ của Nga ở tại Kaliningrad, và Kaliningrad chúng tôi sẽ chiếm lấy trong vòng 24 giờ đồng hồ. Đó là theo Bộ trưởng Bộ phòng của Litva đã công bố. Tình hình hiện nay, kính thưa các bạn, là cục diện ở châu Âu đang bước sang một giai đoạn cực nóng và căng thẳng của nó giữa NATO, Hoa Kỳ và Nga. Thế là cuộc chiến này, theo các báo chí bình luận cho rằng, không thể tránh khỏi được, mà là nó sẽ đến nhanh hơn với những gì mà các báo chí bình luận, cũng như chuyến đi của Tổng thống Ba Lan. Vừa qua, ông đã đến Hoa Kỳ và có gặp riêng cựu Tổng thống Donald Trump. Thì cái giải thích của ông cũng như cuộc gặp gỡ với cựu Tổng thống Donald Trump hầu như không có vấn đề gì. Nhưng sau khi ông về,
thì ông cho rằng chiến tranh đã đến, chúng ta không còn con đường nào lựa chọn, mà chúng ta hãy chuẩn bị từ bây giờ và huy động lực lượng quân đội cũng như tất cả các công dân, thanh niên ở tại Ba Lan hãy thi hành quân dịch và thời gian dài hạn thêm, cũng như sau khi huấn luyện xong, các binh sĩ này trở về trở thành một quân dự bị. Nếu như một cuộc chiến tranh nổ ra, thì Ba Lan sẽ có hàng triệu quân và không cần phải chờ đợi. Hiện nay thì Ba Lan bắt đầu đã thi hành nghĩa vụ quân dịch kính cơ bản. Mỗi người sơn tến là 3 tháng và có thể là kéo dài hơn đến 6 tháng. Nếu như những cấp sĩ quan, những người thanh niên trẻ muốn gia nhập quân đội Ba Lan và thời gian dài thì phải từ 9 tháng cho tới 1 năm. Đó là chi tiết về tình hình ở Ba Lan. Hiện nay mà căng thẳng ở vùng biên giới giữa Belarus, Ba Lan cũng như Nga, mà Nga đã từng đe dọa là sẽ tấn công vào đất nước Ba Lan bằng vũ khí hạt nhân, vân vân. Đó là tình tiết về tình hình ở châu Âu đang diễn ra trong 24 giờ. Hiện nay thì các quốc gia ở châu Âu đồng loạt hỗ trợ vũ khí cho Ukraine về hệ thống lá chắn và nhiều mặt khác. Theo lời yêu cầu của Tổng thống Zelensky, ông cần thêm tới 7 hệ thống tổ hợp lá chắn Patriot. Thì kính thưa bạn, một lượt 7 tổ hợp thì chắc chắn là không có, nhưng 2-3 tổ hợp sẽ có cho Ukraine trong vài ngày tới. Và lần lượt Ukraine sẽ có đầy đủ theo những gì Tổng thống Zelensky ông yêu cầu, nhưng phải có thời gian. Đó là chi tiết về tình hình ở châu Âu trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Trung Đông. Ây cha, cục diện Trung Đông đột nhiên bắt đầu quay trở lại và nổi cộm, và có thể tình hình ở tại Trung Đông trong vài ngày tới là một trong cái cuộc chiến bùng nổ sắp tới mà hiện Iran đang sắp xếp, và cục diện của nó với hai quốc gia mối cụ thù, một là Do Thái, hai là Iran, và không có hồi chấm dứt. Với tình hình hiện tại ở tại Trung Đông đang diễn ra trong 24 giờ, trong ngày hôm nay thì lực lượng Houthi đã công bố là đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái của Hoa Kỳ MQ-9 trị giá 30 triệu đô la, và với hình ảnh xác chiếc máy bay không người lái của Hoa Kỳ đã bị rơi. Và bên cạnh đó thì Houthi còn tấn công vào tàu chiến của Anh Quốc. Thì hiện nay Anh Quốc chưa có nêu ra vấn đề là đáp trả lại lời nói của lực lượng Houthi tấn công vào tàu chiến Anh Quốc, nhưng Houthi đã công bố là đã bắn gây thiệt hại cho tàu chiến Anh Quốc rất nặng nề. Đó là phía Houthi đã công bố. Thì những hình ảnh mà lực lượng Houthi do quân đội của Yemen đang diễn lên ngày hôm nay đã đang ăn mừng chiến thắng bắn hạ máy bay không người lái của Hoa Kỳ. Thì chảo lửa ở tại Trung Đông này, đặc biệt nhất là ở vùng Biển Đỏ, ở trong những ngày sắp tới thì phải nói là khó có thể diễn tả được với tin tức đang sôi nổi này. Hiện nay lực lượng Do Thái đã tấn công vào ở Rafah chưa chiếm được, vì vẫn còn những cuộc đụng độ ở bên ngoài với lực lượng du kích của Hamas, và vẫn còn những cuộc đụng độ đang quyết tử ngày hôm nay. Thì bắt đầu Hamas đã tung một đoạn video với hai con tin mà họ đang kêu cứu ngày hôm nay. Đây là vũ khí cuối cùng của Hamas. Và Hamas tuyên bố cho biết yêu cầu Do Thái hãy chấp hành theo điều kiện của Hamas với đoạn video này. Một người đàn ông và một người đàn bà. Một người đàn ông 64 tuổi và một người đàn bà 34 tuổi. Thì họ đang cầu cứu. Họ đang lên tiếng. Họ nói thời điểm hiện nay là thời điểm đã nghĩa là phải trao trả con tin. Hãy cầu cứu chúng tôi. Chúng tôi đang nhờ được rằng là sự ngừng bắn để Hamas thả chúng tôi về đoàn tụ với gia đình, qua lời phát biểu của hai con tin trong đoạn video dài 2 phút, và cho rằng hiện nay chúng tôi đang bị khổ sở, đang bị rằng là tù tội, và hãy nói một cách khổ sở khốc liệt chưa từng có ở tại miền Bắc của dải Gaza. Và hai con tin này hiện đang bị nhốt ở đây. Vì vậy trong cái đoạn video này, theo lời cầu cứu tuyệt vọng mà họ đang nhờ đến cộng đồng thế giới để giải cứu họ được đoàn tụ gia đình,
Đây là cái vũ khí cuối cùng của Hamas để tung đoạn video này ép là lực lượng của Do Thái phải rút quân rời khỏi lãnh thổ đất nước Palestine và để thiết lập một dòng dây mới mà Hamas vẫn tiếp tục kiểm soát ở tại Palestine. Đó là theo những gì mà từ lời của Hamas đã công bố. Riêng về Iran hôm nay là tiếp tục tung đoạn video và cho biết hiện tại trong tuần tới này chúng tôi sẽ sản xuất vũ khí hạt nhân. Ây cha, kính thưa các bạn thấy là Iran hiện nay đang tạo một cuộc chiến tranh mới, một cuộc diện mới ở tại Trung Đông mà giữa Do Thái và Iran sẽ không có hồi kết thúc và kéo theo dây chuyền là thêm hai quốc gia nữa, đó là Yemen và Liban. Vì vậy, tình hình ở tại Trung Đông có thể là trong một vài ngày tới là một vài ngày quyết tử mà Do Thái có tấn công vào lãnh thổ đất nước của Iran hay không. Đây cũng là một vấn đề đang giằng co cũng như đang để ở trên bàn để cân nhắc. Và Hoa Kỳ có lún sâu vào cuộc chiến này hay không nếu một khi Do Thái tấn công vào Iran? Vì hiện nay là không còn đường lựa chọn với những gì từ lời của Tổng thống Biden và luôn cả Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu đã quyết định cuộc chơi này. Và cuộc chơi này nếu như Hoa Kỳ bị lún chân thì sao Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên bắt đầu họ sẽ dương dây và sự chiến thắng ở tại Ukraine. Đây là thế cờ mà do Trung Quốc, Iran, Nga, Bắc Triều Tiên đã dàn dựng ra. Nếu như Hoa Kỳ mắc kẹt thì Ukraine lại càng thảm thương hơn vì Hoa Kỳ không thể ba đầu sáu tay để hỗ trợ vũ khí cho Ukraine được như những gì mà Tổng thống Biden đã hứa với gói 61 tỷ đô la này. Đây là kế hoạch của Iran và do Putin cũng như Tàu Cộng Bắc Triều Tiên đã họp hội, bốn bên đã ký kết liên minh và giải quyết vấn đề tình hình chiến sự trong giai đoạn mà khốc liệt này. Đó là chi tiết về tình hình Trung Đông trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Tàu Cộng, nói đến tin tức ở tại đất nước Trung Quốc thì về thiên tai vào ngày hôm qua ở tại Quảng Châu, nói đến cơn lốc xoáy là bề ngang khoảng 2 cây số, bề dài khoảng 20 cây số là từ nhà cửa trường học và siêu thị, nhà của người dân. Hà Nội nhìn qua cảnh tượng một cơn lốc xoáy thì giống như một ngày tận thế. Nói đến cơn lốc xoáy này giống như ở Hoa Kỳ mà có thể còn tồi tệ hơn ở Hoa Kỳ. Theo những gì người dân Trung Quốc đã lên tiếng, đăng qua đoạn video nói đến nhà cửa và mái tôn cũng như luôn cả những cái mái mà mái lạnh gắn ở bên ngoài bay tối tân, nhìn thấy cảnh tượng phải nói rất là đáng sợ và sự thiệt hại của nó. Hôm nay đã cho biết là đã có là 7 người đã chết và hàng chục người đã bị thương ở tại Quảng Châu trong 24 giờ. Kính thưa bạn, nói đến về phát ngôn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Dương Bân đang tố cáo NATO và cho rằng cuộc chiến ở tại Ukraine do Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine ngày hôm nay là chính NATO và NATO phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ây cha, ngộ thiệt, kính thưa bạn, với ăn ngược nói ngạo Trung Quốc ngày hôm nay, không biết rằng là phát ngôn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc học hỏi theo cái lời nói của Putin từ lúc nào và cũng như dưới dàn chính phủ quan chức của Nga mà cái lời lẽ của ông Dương Bân phát biểu y hệt đổ lỗi cho NATO và Hoa Kỳ hãy hoàn toàn chịu trách nhiệm vì Hoa Kỳ và NATO hiện nay là đang viện trợ vũ khí trực tiếp cho Ukraine. Vì vậy cuộc chiến không chấm dứt mà cuộc chiến phải kéo dài và càng kéo dài thì chết chóc và tàn phá đất nước của Ukraine nhiều hơn nữa. Đó là trách nhiệm của NATO và lẫn cả Hoa Kỳ. Tại sao Tàu Cộng lại phát biểu câu nói này? Vì vừa qua với lời phát biểu của Tổng thư ký NATO, ông nhấn mạnh, ông nói là Trung Quốc hiện đang sản xuất vũ khí và linh kiện để hỗ trợ cho Nga để cuộc tấn công vào lãnh thổ đất nước của Ukraine kéo dài hơn 2 năm nay. Đây là Nga đã gây ra cũng như ở Nga là do Trung Quốc
đứng phía sau để yểm trợ cho Nga, để kéo dài cuộc chiến. Nếu như không có Trung Quốc hỗ trợ, không có Bắc Triều Tiên, thì Trung Quốc đã chết từ lâu. Và Nga đã sụp đổ ở chiến trường Ukraine này. Vì vậy, quyền lợi của Nga thì nhờ vào Trung Quốc. Trung Quốc quyền lợi lấy vào dầu hỏa và linh kiện vũ khí bán cho Nga ngày hôm nay. Đó là chi tiết theo lời của Tổng thư ký NATO. Ông bữa một phát làm cho Trung Quốc tức giận. Và cái sự nổi giận của Trung Quốc hãy nói rất là tồi tệ với lời nói của ông Giang Bân về phát ngôn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì với lời nói này, kính thưa các bạn, không có gì là lạ với Tàu Cộng. Miệng hùm gan sứa của Trung Quốc đi đến đâu cũng là điều uy hiếp, đang đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia. Nhưng thật chất họ hoàn toàn không chịu trách nhiệm cái sự đổ lỗi đó, mà cho rằng sự đổ lỗi đó là do Hoa Kỳ và NATO. Hiện nay như các bạn thấy là Putin đã mở đợt xâm lăng vào lãnh thổ đất nước của Ukraine. Tức là Tập Cận Bình cũng có chịu trách nhiệm khi Putin đã đến ở tại đất nước Trung Quốc gặp Tập Cận Bình thời gian vào Thế vận hội mùa đông ở tại Trung Quốc. Sau khi Putin quay trở về, bắt đầu mở màn một cuộc xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, cho rằng đây là một chiến dịch quân sự kéo dài hơn 2 năm nay. Bây giờ thì Nga không còn chối cãi nào, cũng không còn cái lời nào biện minh nữa, mà cho rằng đó là một cuộc chiến tranh, một cuộc xung đột giữa hai quốc gia. Nhưng nó đã trở thành sự thật là một cuộc xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, chiếm lấy 4 tỉnh lỵ và đảo Crimea, bây giờ còn tiếp tục lấy thêm phần đất lãnh thổ của đất nước Ukraine nữa. Vì vậy đây là một cuộc xâm lăng mà hôm nay Nga luôn đổ lỗi chắc là do Hoa Kỳ và NATO đang chiến tranh trực diện lợi giới Nga và đổ vũ khí quân sự cũng như nhiều thiết bị khác cho Ukraine để chiến đấu. Vì vậy với lời phát biểu của ông Giang Bân đổ lỗi cho NATO, hãy hoàn toàn chịu trách nhiệm vì chính NATO đã viện trợ vũ khí cho Ukraine. Nếu như không viện trợ thì Nga đã chiếm lấy Ukraine rồi và cuộc chiến tranh đã chấm dứt. Theo lời ý Nga là cái lời phát biểu của ông Giang Bân nó là như vậy. Đó là chi tiết về lời của ông Giang Bân đã tuyên bố, kính thưa bạn. Thì chuyến đi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, hãy nói là sau khi ông phát biểu với những câu mà đang hóc búa bồ cạp cắn và Cộng sản Trung Quốc đang tức phải nói tức ói máu với lời phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Hai bên đối diện với nhau rất là êm đẻ. Sau khi ra trả lời cuộc phỏng vấn báo chí thì ông cho biết là chính Trung Quốc đã viện trợ vũ khí và phương tiện chiến tranh cho Nga, nhưng chúng tôi không có bằng chứng. Các bạn nghe là nói xong rồi, nói câu trước thì đá câu sau, nói câu trước lùng bùng hai lỗ tai, nhưng câu sau thì không có bằng chứng. Hoa Kỳ không nói được, nhưng tình hình hiện tại về khu vực châu Á của chúng ta hiện nay là Philippines đang dẫn đầu, hãy dẫn đầu một cuộc đối đầu với Trung Quốc, đang dẫn động nhiều quốc gia, nhưng ông Việt Nam bỏ chạy tuốt, không dám hó hé, không dám đụng chạm đến Trung Quốc và không hợp tác với Việt Nam. Thì Philippines đã mở ra cuộc tập trận mà chính Philippines đã kêu gọi từ NATO và lãnh đạo Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khu vực châu Á, thì đang hùng hậu cái là những cuộc tập trận này, đặc biệt thêm là bị Philippines dố cho Tàu Cộng một cú ngoạn mục và không tranh cãi được, cũng như không cách nào nói hơn, vì trước kia những lần cuộc đụng độ vô đông xịt ở bên ngoài và đụng độ với tàu hải cảnh của Philippines luôn cả ngư dân, thì Tàu Cộng chối lẻo lẻo, nó không có, tụi bay đừng có nói xấu tao, tao không bao giờ đụng chạm chuyện đó, mà chính tụi bay đang uy hiếp chúng tao, ở nhà là nước nhỏ đang ăn hiếp nước lớn. Nói chuyện nghe ngon. Không ngờ là Philippines đang tổ chức với tất cả các phóng viên báo chí thuộc Antec National có mặt ở trên tàu này vào thời điểm này, tức là dầm gì tất cả các phóng viên báo chí quay phim chụp hình và hình ảnh lại tung lên ở trên mạng trực tiếp trong cái rằng là tích tắc. Kính thưa các bạn, tích tắc lúc đó Tàu Cộng hốt hoảng, nó chết cha rồi, mẹ nó chơi cái dấu này, nó chơi mình, cái cảnh này phải nói là hơi bị phiền cho mình vô cùng. Vì vậy là bắt đầu Tàu Cộng đang dịu giọng và Tàu Cộng lên tiếng cho rằng hiện nay giữa Philippines, giữa quân đội của Philippines và chính phủ của Philippines, chúng tôi đang điều đình và đàm phán.
thì Philippines bác bỏ thông tin đó. Nói hiện nay chúng tôi không có gì đàm phán. Khi mà các anh đang xâm lăng vào ở bãi cạn Cỏ Mây và bãi cạn Caboro thuộc lãnh thổ đất nước của chúng tôi, lấy gì tôi đàm phán? Tự nhiên anh nhào vô, anh ăn cướp giống như Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, các anh kêu tôi đàm phán. Cái chuyện này hoàn toàn không có. Với lời của Tổng thống Marco, ông đã công bố thì tình hình hiện nay là Philippines đã cho Hoa Kỳ đặt 4 căn cứ quân sự và những cuộc tập trận giữa Phi ngày hôm nay cũng như luôn cả hải cảnh tập trận với nhiều quốc gia từ Nhật Bản, Hàn Quốc và những quốc gia lân cận khác đã rằng cuộc tập trận bảo vệ hàng hải vùng biển của quốc tế. Bây giờ thì Hoa Kỳ đang tính đón đến việc Trung Quốc Mỹ muốn bắt tay với Nga và Iran cũng như bắt Triều Tiên thì tao sẽ chơi tới bến. Như vậy là khu vực Biển Đông bắt đầu Hoa Kỳ tăng cường vũ khí với những vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ và bao vây Biển Đông. Thì tình hình cuộc diện ở Biển Đông trong năm 2024 này mà Giáo Dân có thưa cùng với tất cả các bạn, những video vừa qua hãy nói khốc liệt chưa từng có từ đây cho đến cuối năm. Và khi mà bầu cử ở tại Hoa Kỳ, chuyện gì sắp đến với hiện tại mà Hoa Kỳ đang tính toán? Tàu cộng ngày hôm nay bắt đầu hạ thủy một chiếc tàu ngầm. Mà nói đến tàu ngầm của Trung Quốc thì không biết nó tốt hay xấu như thế nào kính thưa bạn, nhưng mà cũng là khoe mẻ ngon lành, tao hạ thủy được tàu ngầm chạy hạt nhân. Và với những tiếng ồn mà Hoa Kỳ đã từng công bố, luôn cả tàu ngầm của Pháp, một trong loại tìm thị đỉnh nổi tiếng của Pháp, kính thưa bạn, để đi tới đâu người ta biết tới đó, chạy ầm đùng ở dưới đại dương, ở dưới đá biển. Thì mục tiêu đó là mục tiêu chết của tàu cộng. Với tin tức mà ở tại Biển Đông ngày hôm nay là một trong tin tức sôi động. Bên cạnh đó còn Đài Loan, và chuyện gì sắp đến với Đài Loan?